lời hay chưa hẳn đã chiếm được lòng người. Ai cũng thích được tán dương khen ngợi, ai cũng thấy dễ chịu với những lời khen, dù bản thân không đúng hoặc đúng rất ít với lời khen đó. Tuy nhiên, có trường hợp mình nói lời an ủi động viên người khác nhưng vẫn thấy cảm giác lạ lạ, bất an, giống như mình đang nói dối. Để biết lời mình nói có phải đang phạm tội vọng ngữ không, chúng ta cần dựa vào tâm lý và động cơ của lời nói. Có người nói ngọt như rót mật vào tai, nhưng hàm ẩn chăm chọc mỉa mai. Để đạt được mục đích, họ nói lời đường mật nhưng không thật tâm, âm mưu hiểm độc. Đấy là sự dối mình dối người. Ngược lại, nếu đấy là lời nói xuất phát từ lòng chân thật sẽ khác. Ví dụ, một cô gái nếu nhận xét khách quan không đẹp, nhưng nếu ai đó ngưỡng mộ và theo đuổi sẽ nói: "Hôm nay em đẹp quá, thật lộng lẫy." Đấy là lời nói xuất phát từ lòng chân thật, sẽ khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, vui sướng vì bất kỳ ai cũng thích nghe. Ai cũng thích được tán dương khen ngợi, ai cũng thấy dễ chịu với những lời khen, dù bản thân không đúng hoặc đúng rất ít với lời khen đó. Có lúc, để xây dựng hàn gắn quan hệ với một người nào đó, hoặc để gây sự chú ý của người nghe, vì một mục tiêu gì đó mà nói lời ngọt ngào, bản thân lời nói đó không sai. Trường hợp này chúng ta cần xem xét đến thái độ người nói. Nếu thái độ người nói thành khẩn, thật lòng, khiêm tốn, với mong muốn người nghe chấp nhận ý tốt của mình, mong mình có được sự giúp đỡ, thì chỉ cần nói thế nào chứng tỏ mình đang tôn trọng đối phương, giúp mình và người xích lại gần nhau hơn, thì đấy không phạm tội ỷ ngữ. Có người thường nói với tôi: "Thưa thầy, mấy năm nay chưa gặp thầy, sao chẳng thấy thầy già chút nào cả, ngược lại hình như thầy đang trẻ ra." Nếu cho rằng người đó khen tôi trẻ hơn trước thật thì đấy là dối. Nếu họ nói bằng cảm nhận thật như thế, đấy cũng không phải là tội vọng ngữ. Thật ra, những người nói như thế không có ác ý gì nên cũng không xem là phạm tội vọng ngữ. Hơn nữa tôi biết họ nói thế với mong muốn sao cho tôi khỏe mạnh thật sự. Còn bản thân tôi là người hiểu mình thế nào nên đương nhiên sẽ không nghĩ đấy là lời nói thật. Nói theo dệt, nói sai sự thật, bất lợi cho người, cho mình, nên tốt nhất là bạn đừng nói. Nhưng cũng có người thích trọng dụng những kẻ tiểu nhân chỉ để được nghe lời nịnh bợ toan hót của họ. Người như thế là không hiểu bản thân, dễ bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, làm lu mờ tâm trí. Trường hợp này không những vô ích, thậm chí mình còn bị lời ngon ngọt kia bưng bít tai mắt. Có người cho rằng lời nói dối vô hại cũng không nên nói. Ví dụ, có người đi làm muộn nhưng không muốn nói mình dậy trễ nên lấy cớ tắt đường, hỏng xe hoặc bất kỳ lý do nào đó để biện hộ cho mình. Kiểu lấy lý do để che đậy sự thật của mình, có thể người nghe đã biết nhưng nhất thời không muốn nói ra thôi. Tuy nhiên, bạn cứ lấy cớ này cớ nọ mãi để mong người khác hiểu và thông cảm cho mình thì tốt nhất bạn nên nói sự thật. Nói theo dệt, nói sai sự thật, bất lợi cho người, cho mình, nên tốt nhất là bạn đừng nói. Dùng từ bi hỷ xả đối trị tam độc. Người tu hành nhất định là phải bồi dưỡng tứ vô lượng tâm. Khi có tứ vô lượng tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sanh và khiến cho chúng sanh lìa khổ được vui. Nếu người tu đạo không có tứ vô lượng tâm, tức là làm ngược lại với đạo, và dù có tu đến 8 vạn đại kiếp cũng vẫn còn xa Phật đạo đến cả 8 vạn 4.000 cây số. Tứ vô lượng tâm là điều kiện cơ bản mà mỗi người tu nên có. Sao gọi là tứ vô lượng tâm? Tức là từ bi hỷ xả. Vô lượng là không có hạn lượng, có nghĩa là không có bỏ dở nửa chừng hoặc không đến nửa đường rồi tự vạch mức giới hạn cho mình, không muốn tiến tới. Như mới được chút đỉnh đó thì lấy làm đủ và nghĩ là xong rồi. Thật ra, từ bi hỷ xả không có lúc nào là đủ cả, mà có được càng nhiều thì càng tốt. Chúng ta nên mở rộng, tăng cường từ bi hỷ xả cho đến khi đạt đến cảnh giới toàn thiện mới thôi. Từ là có thể cho niềm vui. Chúng ta có cho chúng sanh niềm vui không? Nếu như không có, đó tức là chúng ta không dùng hết lòng từ của mình.
chúng ta nên tiến đến mục tiêu vô duyên đại từ, là dùng lòng từ bi đối xử với những người không có duyên với mình. Chúng ta không những thông cảm với người cùng trong hoàn cảnh khó khăn, mà chúng ta cũng nên thông cảm với cả loài động vật trong cảnh hoạn nạn nữa. Nếu có chuyện không may xảy ra, chúng ta nên ra tay tiếp đỡ, giúp chúng sanh thoát vòng khổ hải. Đấy là công việc mà Phật tử nên làm. Chúng ta đừng nên có thái độ dửng dưng, chỉ biết đứng nhìn mà không chịu giúp, vì như thế là đánh mất tinh thần cứu thế của Phật giáo. Trái lại, Phật giáo lấy từ bi làm hoài bão, dùng cửa phương tiện của đạo Phật để tiếp nhận chúng sanh. Bi là có thể bạc trừ khổ não. Chúng ta có thể bạc trừ sự đau khổ của chúng sanh không? Nếu không thể, thì đó là vì chúng ta chưa dùng hết lòng từ bi của mình. Chúng ta nên có tư tưởng đồng thể đại bi, cũng tức là thấy người chết chìm như chính mình bị chết chìm, thấy người đói như chính mình bị đói. Phật giáo lấy bi làm tông chỉ, vì bi là lòng lân mẫn thương xót. Trong khi các nhà nho nói rằng bi thiên mẫn nhân lại cũng phù hợp với ý nghĩa trên. Do đó mà biết rằng tư tưởng của thánh nhân trong thiên hạ đều giống nhau, như cùng xuất phát theo vết bánh xe, không tách rời lòng trắc ẩn xót thương. Phật giáo chủ trương từ bi, nho giáo đề xướng trung thành và tha thứ. Tâm tâm tương đồng, đấy là cốt tủy của tôn giáo, nếu không thì là dị thuyết của ngoại đạo. Hỷ là tâm vui vẻ. Chúng ta có hoan hỷ vui thích học Phật Pháp không? Chúng ta có sanh ưu sầu, phiền não hoặc có tâm tư bực dọc không? Nếu quả là có, chúng ta hãy mau sửa đổi, đừng phát sanh tánh tịnh như thế. Nếu còn chút ít tạp khí rồi dụng công phu từ thất tình lục dục thì đó là quan niệm sai lầm. Nên hiểu là chúng ta không được tiếp tục có thứ quan niệm sai lầm như thế. Nếu không, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi hậu quả của nó sẽ ra sao. Xả là tâm buông xả. Chúng ta có tâm buông xả không? Nếu có, vậy là lớn hay nhỏ? Là nhất thời hay là vĩnh viễn? Xả cái gì? Là phát tâm cho chúng sanh sự vui vẻ, bạc trừ cái khổ của chúng sanh và giúp họ trong hoàn cảnh nguy khốn. Nếu làm được như thế, chúng ta sẽ sanh lòng hoan hỷ đến mức vô hạn. Nhưng chúng ta đừng nên chấp vào đó. Làm xong việc rồi nên quên, quên hết, chứ đừng lưu giữ trong tâm thức. Nếu chúng ta chấp mà không quên được, đó không phải là hạnh nguyện của Bồ Tát. Chúng ta nên có tinh thần thi ân bất cầu báo thì mới được xem là người Phật tử chân chánh. Tam độc con người là do ba nghiệp thân khẩu ý tạo thành. Đó là vì người ta không có tâm từ bi hỷ xả. Cho nên, con người bị đọa lạc đời này sang đời khác và tạo nghiệp ác ngày càng nhiều thêm. Các nghiệp đó tích tập lại từ ít thành nhiều. Vì thế, độc tố trên thân thể người ta mỗi ngày một thêm sâu đậm. Loại độc này không có thuốc chữa trị, rồi lâu dần sẽ biến thành rắn rết, bò cạp. Những loài động vật này, miệng có độc, đuôi có độc, chân có độc, thân cũng có độc. Tóm lại, có các loại độc hại như vậy, hễ nhẹ thì làm người hôn mê, còn nặng sẽ khiến cho người ta mất mạng. Quả thật đáng sợ vô cùng. Con người nên có lòng từ bi. Đối với người hay đối với sự việc gì, chúng ta cũng nên chung sống trong cảnh hòa bình và đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật. Tất cả đều là nghĩ đến người khác. Chúng ta không được dùng thủ đoạn cai độc để áp bức người. Người học Phật không được bác bỏ nhân quả, mà phải hết sức chú ý đối với chuyện nhân quả báo ứng. Giả như có người công kích quý vị một cách vô lý, hoặc họ dùng lời lẽ phỉ báng, hoặc dùng hành động hãm hại quý vị, quý vị nên xử lý với họ bằng thái độ điềm tĩnh, không chống đối. Quý vị nên dùng tâm từ bi mà cảm hóa người, gọi là lấy đức báo oán, khiến cho họ hồi tâm chuyển ý, biết ăn năn sám hối. Chúng ta nên học theo tinh thần của Bồ Tát Di Lặc, tức là nhẫn, nhẫn, nhẫn. Như vậy thì đau thương tự nhiên sẽ biến thành gấm vóc, mưa sẽ tạnh, trời lại trong, sóng cũng yên, gió cũng lặng,
Bằng không, nếu mình không có đủ định lực, không có tánh điềm đạm, chuyện nhỏ thì chửi bới, chuyện lớn thì đánh nhau. Kết quả là hai bên đều bị tổn thương. Để rồi cũng như con trai, con cò tranh nhau, rốt cuộc ông câu được lợi, và bọn chúng lại trở thành sản phẩm hy sinh. Lúc xưa, có vị Phật sống của chùa Kim Sơn, vì có định lực nên chẳng sợ bất cứ loại độc hại nào. Bởi Ngài dùng lòng đại bi cảm hóa tất cả những loài động vật có độc, cho nên chúng trở thành bạn thân và tuyệt đối không phá hại Ngài. Trong Phẩm Phổ Môn có nói, phàm hễ ai niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể cảm hóa, khiến loài vật có độc cải ác hướng thiện và sẽ không nhiễu hại con người. Khi nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta nên thông suốt các ý nghĩa và hiểu rõ lý lẽ bên trong, có vậy mới được xem là người chân chánh học tập Phật Pháp. Nhiều người có tư tưởng ham thích những chuyện cao xa, những cái kỳ lạ, diệu huyền. Họ chuyên dụng công vào mấy thứ cảnh giới như thế, đó là có tư tưởng sai lầm. Chúng ta nên ở tại nơi từ bi hỷ xả mà dụng công phu. Vậy dụng công phu như thế nào? Trước hết là chúng ta nên dụng công ở chỗ không tranh, không cầu, không tham, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Đạo lý này tuy nông cạn, nhưng trước tiên chúng ta phải nắm chắc chỗ nông cạn đó, vì từ gần sẽ đến xa và từ cạn mới đến sâu. Chúng ta không nên bàn tán đến những chuyện huyền diệu sâu xa hay lý luận tràn giang đại hải để rồi không ai hiểu nổi, vậy chẳng ích lợi chút nào. Cho nên nói, nên quán tánh pháp giới tất cả do tâm tạo. Tâm có thể tạo thiên đường, tâm có thể tạo địa ngục. 10 pháp giới không ra ngoài một tâm niệm. Do đây chúng ta có thể biết rằng tâm niệm nhất động, nghiệp ảnh tùy chi, tức là tâm niệm vừa khởi, bóng nghiệp liền theo. Người xưa có nói, ba chấm như chùm sao, lưỡi câu như trăng khuyết, mang long từ đây ra, thành Phật cũng từ đấy. Đó là diễn tả về cách cấu tạo của chữ tâm. Do vậy chúng ta có thể hiểu rõ được tâm tánh của mình. Nếu đã hiểu rõ được tâm mình rồi, thì giận hờn gì cũng không còn nữa. Tất cả những tranh giành, tham lam, tìm cầu nhất nhất sẽ không có nữa. Lúc bây giờ chúng ta mới tự tại thật sự, mới giải thoát thật sự, mới hiểu rõ thật sự về ý nghĩa làm người. Con người vốn sẵn có Phật tánh, mỗi chúng ta đều có đầy đủ hết. Tuy nhiên, chúng ta lại vứt đi Phật tánh của mình, bỏ cái gần để tìm cái xa và bám níu vào cái bên ngoài. Chúng ta tìm kiếm những thứ rác rưởi rồi cho là vật quý giá và xem như bảo bối. Đó thật là vừa tức cười lại vừa đáng thương hại thay. Tôi hy vọng mọi người đều biết nhận thức ra điều này mà hạ thủ công phu, giữ lòng trong sạch, bớt ham muốn và đừng cạnh tranh với đời. Có người nói, tất cả những gì trên thế giới, từ sơn hà, đại địa, phòng xá, nhà cửa, cho đến cây gai cỏ độc và đất, cây, cát đá, đều là do tâm tạo thành. Nếu đã biết tất cả đều do tâm tạo, vậy tại sao chúng ta không quét sạch hết rác rến trong tâm để trang nghiêm cho thế giới ở vị lai? Thế giới cực lạc của Phật A-di-đà được tạo thành là do lúc xa xưa Ngài vì muốn cho chúng sanh thoát khổ được vui, do Ngài đã siêng năng tu lục độ vạn hạnh và hồi hướng công đức mà tạo ra thế giới cực lạc. Chúng ta cũng nên tạo cho được một thế giới cực lạc. Vậy phải tạo như thế nào? Trước hết là chúng ta phải không có thức tình. Thức tình là gì? Đó là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Tức là vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham muốn. Khi chúng ta điều phục được 7 thứ tình cảm đó, thì chúng sẽ không thể nào tạo phản, dấy loạn nữa. Lúc bấy giờ tâm chúng ta sẽ thái bình vô sự, chuyện khổ sở gì cũng không còn. Vì sao có khổ sở? Vì tâm không được bình yên. Và nếu không có những chuyện khổ, chỉ toàn thọ hưởng các điều vui, như vậy là thế giới cực lạc của nhân gian rồi.
Một khi chưa hàng phục được thất tình, đó có thể vì chúng ta mạnh mẽ thái quá hay là yếu ớt bất cập, không phù hợp với trung đạo, cho nên chúng ta mới điên điên đảo đảo. Nếu chúng ta hiểu rõ thất tình và có thể hàng phục được chúng, khiến chúng đừng gây sóng gió, tức là chúng ta đã hàng phục được tâm. Bởi thất tình từ trong tâm sanh ra, cho nên khi trong lòng hoan hỷ hay bực tức, đó đều là vì tâm đang bị xoay chuyển theo cảnh giới. Bây giờ chúng ta đã tìm ra căn gốc, vậy chúng ta sẽ không còn mê hoặc và cũng sẽ làm cho thiên ma ngoại đạo phải hàng phục. Tại sao thiên ma ngoại đạo đến quấy nhiễu tâm mình? Bởi chúng ta đã dùng tâm tình cảm của mình một cách quá độ. Một khi hướng cầu bên ngoài, tâm chúng ta sẽ không an tĩnh. Do đó, chúng ta đã dẫn dắt ma mị vào trong tâm mình để làm chủ nhân ông. Nếu chúng ta nghe theo mệnh lệnh và chịu sự chỉ huy của nó, vậy là chúng ta không còn quyền tự chủ và sẽ làm nô lệ cho nó thôi. Tại sao cần suy ngẫm về cái chết? Tại sao chúng ta phải nghĩ về cái chết? Tại sao ta phải suy ngẫm nó? Đức Phật không những chỉ khuyến khích chúng ta nói về cái chết, Ngài cũng khuyên chúng ta suy ngẫm nó và nghĩ đến nó thường xuyên. Đã là có sinh thì phải có chết. Tinh thần và thể xác được tạo nên trong lúc thai nghén, phát triển, lớn lên và trưởng thành. Nói một cách khác, chúng theo tiến trình già nua. Đầu tiên chúng ta gọi tiến trình đó là lớn lên rồi già đi. Thật ra đó chỉ là một tiến trình của sự lớn lên, phát triển, trưởng thành và cuối cùng là cái chết, không sao tránh được. Ngày nay, theo thống kê trên thế giới, mỗi ngày có 200.000 người chết hay khoảng 70 triệu người chết mỗi năm. Chúng ta không quen suy ngẫm về cái chết hoặc đã động đến nó. Điều chúng ta thường làm là tránh nghĩ về cái chết và sống như thể chẳng bao giờ phải chết cả. Chừng nào mà chúng ta còn sợ chết, chúng ta không bao giờ sống một cuộc đời đầy đủ và tốt đẹp nhất. Cho nên, một trong những lý do chính yếu để suy ngẫm cái chết là để chúng ta hoàn toàn tỉnh thức để khỏi sợ hãi. Suy ngẫm về cái chết không làm cho chúng ta chán nản hay không lành mạnh, mà chỉ có mục đích giúp cho chúng ta thoát khỏi sợ hãi. Lý do thứ hai, suy ngẫm về cái chết sẽ thay đổi lối sống và thái độ của chúng ta với cuộc đời. Giá trị trong cuộc sống hoàn toàn thay đổi một khi chúng ta không nghĩ rằng chúng ta sống mãi ở đời. Chúng ta sẽ bắt đầu một lối sống khác hẳn. Lý do thứ ba là để có khả năng làm quen đương đầu với cái chết một cách xác đáng và yên lành. Suy ngẫm về cái chết có ba điều lợi ích. Bớt sợ hãi, đem lại phẩm chất mới cho đời sống để chúng ta sống cuộc đời có giá trị thích đáng và giúp chúng ta chết trong vinh dự. Những lợi ích trên giúp chúng ta sống lương thiện và chết có phẩm giá. Suy ngẫm về cái chết chúng ta còn cần gì nữa? Đạo Phật khuyến khích suy ngẫm về những nhân tố sau đây. Tôi sống với tuổi của tôi không lo già. Bệnh tật là lẽ thường, tôi không quá nghĩ về nó. Tôi gánh chịu nghiệp quả của tôi và tôi không thoát khỏi nghiệp lực. Chết là lẽ thường, tôi không quá lo nghĩ về cái chết. Và tất cả những gì dễ thương và thích thú của tôi sẽ thay đổi và bỏ tôi. Khi chúng ta bình tâm suy ngẫm về những thực trạng ấy và giữ trong tiềm thức, nó sẽ có tác dụng mạnh mẽ để khuất phục sợ hãi, tuổi già, bệnh tật, cái chết và chia ly. Điều này không phải là chúng ta kém lành mạnh, mà chính là giúp chúng ta thoát khỏi sợ hãi. Cho nên, tại sao chúng ta suy ngẫm về cái chết? Không phải là chúng ta mong mỏi cái chết đến, mà chúng ta không muốn sống hay chết trong sự sợ hãi. Tâm khỏe mạnh mới mong thân khỏe mạnh. Phật thường dạy các đệ tử rằng, tỷ kheo thường đới tam phân bệnh, người xuất gia phải mang trong người một ít bệnh. Câu nói có ngụ ý rằng bệnh tật cũng là một trong những cách giúp người tu tập hiểu được bản thân, hiểu được cuộc đời vô thường. Nếu chúng ta tế nhị quan sát những người tính tình nóng nảy hay bực tức, sẽ dễ dàng phát hiện họ đang mắc một số bệnh
như chức năng gan suy nhược, tuyến nội tiết không đều. Mỗi khi tinh thần suy nhược, chán chường, đó là lúc thân tâm đều mệt mỏi, không đủ sức làm việc, xử lý tình huống. Trường hợp đó chúng ta thường quy kết rằng do tâm bất an nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Nỗi đau vật chất quả thực ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần. Có thể nói rằng tâm làm chủ thân, nếu tâm suy nhược, khiếm khuyết thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của thân thể. Cho nên, thân bệnh có thể chữa lành thông qua việc chữa tâm bệnh. Trước hết, chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng thân thể vốn luôn tiềm ẩn các mầm bệnh. Có người từng hỏi tôi, ai mới là người không mắc thân bệnh? Tôi nói, người không mắc bệnh đã chết hết rồi, không có người không mang bệnh. Vì chỉ có người đã chết mới không còn có nơi để sinh bệnh, chứ người còn sống thì ai cũng có bệnh cả. Sinh, già, bệnh, chết là quy luật tự nhiên. Từ khi sinh ra, con người đã không ngừng tiến đến cái chết, không ngừng bị lão hóa, không ngừng phát triển các mầm bệnh, thậm chí nó còn để lại trong gen di truyền. Có thể nói, ai cũng đang mang bệnh, chỉ là bệnh nặng, nhẹ, khác nhau thôi, chứ không phải đợi đến già, sinh bệnh rồi mới chết. Bất luận bạn có cảm thấy đau hay không, thì thực tế ai cũng đang mắc bệnh cả. Như tôi đây, từ nhỏ đã mang nhiều bệnh, thân thể gầy yếu, suy nhược, nên tôi rất biết tự chăm sóc bản thân. Tôi thường kiêng ăn quá no, uống quá nhiều, không làm việc quá sức. Có lẽ vì thế mà đến nay tôi vẫn sống khỏe mạnh. Vì nhiều bệnh nên tôi thường thấy mình kém phúc, nghiệp chướng nặng nề. Tôi cũng thường thấy xấu hổ vì điều này. Tuy nhiên, theo tôi thì bệnh là được phúc nhờ họa. Tức bệnh là họa, nhưng thông qua bệnh hiểu được nhiều thứ, đấy là phúc. Ngược lại, có người hiếm khi mắc bệnh, nhưng một khi có bệnh đều là bệnh hiểm nghèo. Thật ra, người khỏe mạnh thường cậy khỏe, ăn uống bừa bãi, không biết tiết chế nên càng làm tăng thêm cơ hội cho mầm bệnh trong người phát triển. Từ điều này chúng ta thấy, người thường cảm thấy có bệnh trong người cũng là một điều phúc. Nên trong luận Bảo Phương Tam Muội có nói, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật. Tuy vậy, cũng không có nghĩa là chúng ta cần sống trong thấp thỏm bất an vì tật bệnh. Tôi có người bạn thường than thân trách phận với tôi rằng, đầu đầu trên thân cũng mắc bệnh. Có lúc than rằng, có lẽ tôi không sống nổi đến tháng sau. Cách nói và nghĩ như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến mình và mọi người. Đấy cũng không phải là người có đời sống nội tâm lành mạnh. Vì thế, chúng ta nên nghĩ rằng, bệnh tật chỉ là một trong những điều tất yếu không thể tránh khỏi của con người. Một là để nhắc nhở chúng ta thêm trân trọng sự. Hai là để hiểu được cuộc đời vô thường, sinh lão bệnh tử là tất yếu. Khi nghĩ được như thế, một khi sinh bệnh, bạn không bị chao đảo, ảnh hưởng đến tâm lý. Có người mất hết niềm tin và nghị lực sống một khi phát hiện mình đang mang bệnh nặng. Bị bệnh thì chữa trị không khỏi thì ít nhất cũng không nên để chúng trở thành tâm bệnh. Phát hiện bệnh là điều nên mừng chứ không phải là điều nên lo, vì ít ra trong trường hợp xấu nhất, bạn cũng có sự chuẩn bị trước để hoàn thành những việc cần làm. Nên biết mình mang bệnh hẳn là một điều đáng mừng vậy. Nhìn theo quan điểm Phật giáo, phàm là con người sinh ra trong đời này, ai cũng có vô lượng tội đã làm trong vô lượng kiếp quá khứ. Một khi lâm bệnh, nghĩa là một lần nghiệp quả báo ứng. Đó là cách trả nợ ác nghiệp mình tạo trong quá khứ. Đã làm được thì phải chịu được, chứ chẳng có gì phải âu lo cả. Ngoài ra, Phật thường dạy các đệ tử rằng tỷ kheo thường đới tam phân bệnh. Người xuất gia phải mang trong người một ít bệnh. Câu nói có ngụ ý rằng bệnh tật cũng là một trong những cách giúp người tu tập hiểu được bản thân, hiểu được cuộc đời vô thường. Trên đây là những quan điểm, những cách nhìn nhận về tật bệnh giúp chúng ta có cái nhìn thấu đáo, chính xác về thân bệnh.
nếu biết vận dụng các quan điểm vào cách nhìn nhận, đánh giá tật bệnh của bản thân, thì tuy thân thể không khỏe mạnh, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm lý, không đến nỗi buồn rầu, tuyệt vọng khi mang bệnh. Ba điều tâm niệm. Bất cứ khi nào bắt đầu chia sẻ giáo pháp, tôi đều tập trung vào ba điểm cốt yếu để bạn thấy triết lý sống này sẽ cải thiện cuộc sống của bạn như thế nào. Thông thường, đầu tiên họ muốn thấy những pháp thực hành như thiền định hay tâm chính niệm có thể giúp ích như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Khi đã thấy như vậy, họ muốn tiến xa hơn một chút và bắt đầu thực sự tìm hiểu tâm để thấu hiểu chính mình và những người xung quanh. Bất cứ khi nào bắt đầu chia sẻ giáo pháp, tôi đều tập trung vào ba điểm cốt yếu để bạn thấy triết lý sống này sẽ cải thiện cuộc sống của bạn như thế nào. Điều đầu tiên là không ai khác có thể giúp bạn tiêu trừ khổ đau. Hiểu được về mối quan hệ nhân duyên tương hỗ, chúng ta sẽ thấy mình không hoàn toàn tuyệt vọng. Người duy nhất có thể làm được điều này chính là bạn. Thoạt nghe, điều này dường như hơi tiêu cực, song thực tế lại đầy tính khích lệ. Bởi như vậy, nghĩa là chúng ta đóng vai trò rất quan trọng trong bất cứ nghịch cảnh hay thuận duyên nào xảy ra đối với mình. Cách tư duy, hành xử và nhìn nhận hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng đến những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn, hai người cùng trải qua một thử thách giống nhau, song với quan điểm nhìn nhận khác nhau, người này có thể vô cùng đau khổ, còn kẻ kia lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hay một người bám chấp vào tiền tài, danh vọng sẽ rất đau khổ nếu bị mất mát, trong khi người khác do hiểu bản chất của vô thường sẽ ít bám chấp khổ đau trong hoàn cảnh tương tự. Như vậy, bạn có thể bắt đầu thấy cách nhìn nhận của chúng ta có thể nắm vai trò quyết định như thế nào đối với trải nghiệm hạnh phúc hay khổ đau của chính mình. Điều thứ hai là vạn pháp đều do nhân duyên. Mọi việc xảy ra không bao giờ chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, mà vốn là kết quả của rất nhiều nhân duyên cùng hội tụ, cả bên trong lẫn bên ngoài. Chẳng hạn, nhân duyên bên ngoài có thể khiến người bạn đời chia tay với bạn, song bạn đau khổ đến đâu còn tùy thuộc vào cách tâm bạn phản ứng trước hoàn cảnh bên ngoài đó như thế nào. Hãy nghĩ về việc bạn lúc yêu, lúc giận người đó. Chúng ta có những cảm xúc thăng trầm, vui buồn về người bạn đời vì chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố khác. Trớ trêu thay, chúng ta thường tốn quá nhiều thời gian và công sức tìm cách kiểm soát các hoàn cảnh bên ngoài, trong khi lại để mặc cho xúc tình bên trong hoành hành một cách tự do hoang dại. Hiểu được về mối quan hệ nhân duyên tương hỗ, chúng ta sẽ thấy mình không hoàn toàn tuyệt vọng. Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh, mà cốt để chỉ ra rằng ít nhiều chúng ta vẫn có thể lựa chọn cách phản ứng và kiểm soát những nhân duyên điều kiện bên trong. Hãy nghĩ về sự đau khổ mà chúng ta tự gây nên trong tâm mỗi khi nổi cơn sân hận hay đố kỵ. Khi bị ai đó thốt lời nhục mạ, ta có thể vô cùng tức giận và buồn bực, hoặc cũng có thể giữ bình tĩnh, giải quyết khúc mắc mà không bị bám chấp vào những xúc tình đó. Điều này không có nghĩa là ta phải cố gắng để chẳng bao giờ nổi giận hay bực tức, mà là việc chúng ta bám chấp vào những xúc tình phiền não đó tới mức nào. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ là chẳng có gì tồn tại như vẻ ngoài của nó. Hạnh phúc hay khổ đau đều bắt nguồn từ trong tâm. Đây là một khái niệm không phải lúc nào cũng dễ hiểu. Song nếu quay lại với những thí dụ về hạnh phúc và khổ đau, chúng ta sẽ nhận ra rằng những xúc tình này vốn chẳng hề cố định, bất biến mà tùy thuộc vào sự phản ánh hay cảm nhận chủ quan của chúng ta. Điều này đúng với cả xúc tình như sân giận và cả với những gì chúng ta cho là đẹp hoặc tốt. Nếu bạn hỏi 10 người thế nào là hạnh phúc, họ sẽ đưa ra những ý kiến rất khác nhau. Đó có thể là sự giàu có, tình yêu thương, sự thành đạt, bình an hay sức khỏe. Mỗi người có một nhu cầu và cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Khi bắt đầu hiểu được lẽ vô thường của hạnh phúc và khổ đau, bạn sẽ bớt bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Có thể bạn trân trọng công việc và nguồn thu nhập tốt của mình, nhưng niềm an lạc trong tâm bạn sẽ ít phụ thuộc vào điều này.
bạn biết rằng mọi thứ có thể thay đổi trong hôm nay hoặc ngày mai, và như vậy cũng chẳng sao, bởi vì bạn vẫn là bạn. Tương tự như vậy, bạn hiểu ra rằng bạn không cần phải sân giận, ghen tị hay sầu não. Những xúc tình này vốn chỉ là những trạng thái nhất thời của tâm, đến rồi đi, chứ không tồn tại bất biến. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ nhận ra rằng tâm có thể được chuyển hóa, được đào luyện bất kể trong hoàn cảnh nào. Hạnh phúc hay khổ đau đều bắt nguồn từ trong tâm. Tuy không thể điều khiển người khác hay thay đổi ngoại cảnh, song chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được phản ứng cũng như cách nhìn nhận vấn đề của mình. Vì thế, đừng bao giờ tuyệt vọng. Chẳng có gì cố định bất biến, nhất là tâm là càng không. Ba hiểu biết cốt yếu này là điểm khởi đầu. Đây là tinh túy của giáo pháp mà chúng ta có thể áp dụng vào đời sống và tư duy hàng ngày.